Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi hoàn thành bức tranh hình ảnh về một chú công nhân đang cầm một chiếc búa nha. Các bạn cùng mình theo dõi video để biết cách mình tô màu cho bức tranh này nhé. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay nha mọi người. Mình sẽ sử dụng đến cái bộ bút chì màu để hoàn thành cho bức tranh hình ảnh về chú công nhân đang cầm một chiếc búa này. Và đây là bộ bút chì màu của mình các bạn nhé. Về chiếc mũ thì mình sẽ sử dụng đến màu xanh để tô cho phần chiếc mũ của chú công nhân này nhé. Màu xanh cho phần chiếc mũ các bạn. Một túi dính giật Omo Matic 3.6, 3.9 mà có 182 đây. Ừ, dễ. Và đây là phần chiếc mũ của chú công nhân của mình các bạn nhé. Và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu đen để tô cho phần tóc của chú công nhân này nha. Và đây là phần tóc mọi người. Và tiếp tục thì mình sẽ tô màu vàng cho phần chiếc búa của mình. Đây là màu vàng cho phần chiếc búa nhé. Tiếp tục và tiếp tục thì mình sẽ sử dụng đến màu xanh để tô cho cái phần trước body bộ quần áo công nhân của chú này nha. Mình sẽ sử dụng màu xanh nhá để tô cho phần dây các bạn này. Màu xanh. Và tiếp tục thì mình sẽ tô đến hết phần chiếc body này nhá. Và tiếp tục và mình sẽ sử dụng đến màu đỏ để tô cho cái phần chiếc áo mà chú công nhân của mình đang mặc nha. Và đây là phần màu đỏ nha các bạn. Đây là phần ống tay nhé. Và tiếp tục mình sẽ tô đến phần ống tay tiếp theo cho chú công nhân này của mình. Đây là phần áo mọi người này. Đây thì sẽ là phần áo nhá. Về phần đôi giày thì mình sẽ sử dụng đến màu cam. Mình sẽ sử dụng màu cam nhạt nhá để tô cho cái phần đôi giày của chú công nhân này. Màu nâu cho phần ở dưới chân chú công nhân mình đang đứng nhá. Mình sẽ tô hết cái phần đất ở dưới chân cùng chú công nhân mình đang đứng lại này. Với màu sắc đó là màu nâu đất nha. Mình sẽ tô lần lượt cho hết cái phần đất này mọi người nhé.
để hoàn thành những bức tranh hình ảnh về chú công nhân đang cầm chiếc búa của mình nha. Và mình đã hoàn thành xong bức tranh hình ảnh về chú công nhân đang cầm chiếc búa của mình rồi các bạn nhé. Và đây là bức tranh của mình ngày hôm nay nha mọi người. Và như các bạn thấy ở trên tay của mình là bức tranh hình ảnh của chú công nhân đang cầm một chiếc búa đã được mình hoàn thành bởi rất là nhiều các phân loại màu sắc khác nhau. Các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu này của mình để hoàn thành cho bức tranh hình ảnh về chú công nhân đang cầm chiếc búa này nhé. Và video của mình đến đây là kết thúc mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.